đến với bản Vi, bản Thái Cổ ở xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp mùa xuân này, chúng ta sẽ cảm nhận được những nét xuân mới với những đổi thay về đời sống kinh tế và những kết quả tốt trong phong trào gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của bà con dân tộc Thái nơi đây. Ông Vi Văn Dũng, năm nay 70 tuổi, gắn bó với mảnh đất này từ lúc bản mới chỉ có vài hộ đến sinh sống. Lúc đó, rừng núi còn hoang sơ, cỏ cây lau lách um tùm. Giờ đây, sau bao nhiêu năm cùng bà con xây dựng và vun đắp, quê hương ông đã thực sự đổi thay với những nét khang trang, trù phú hiện diện ở mọi nơi. Ông rất đỗi vui mừng và tự hào. Và có lẽ cùng với nơi này, ông là người cảm nhận rõ nhất những đổi thay của quê hương. Bản làng từ xưa thì cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà giờ hiện giờ nhờ Đảng và Nhà nước, nói chung là hỗ trợ giúp đỡ, thì hiện nay đời sống bà con ở nông thôn đây thì cũng có nhiều sự thay đổi. Một là vấn đề kinh tế thì cũng phát triển nhanh, còn vấn đề là an sinh xã hội á thì nó cũng không đến cơn nổi gì mà xảy ra điểm nóng. Còn cặp vợ chồng á thì sinh đẻ cũng có kế hoạch. Sở dĩ có tên gọi là bản Vi vì những người khai phá và xây dựng bản là người họ Vi. Hiện nay bản có 56 hộ thì hầu như họ đều là người họ Vi. Trải qua bao năm tháng, họ đã sát cánh bên nhau, phát huy tốt truyền thống đoàn kết của dân tộc để xây dựng nên một bản Vi tiêu biểu của cộng đồng người Thái nơi miền Tây xứ Nghệ. Tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế và tiêu biểu trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì thế, bản đã được công nhận danh hiệu làng văn hóa vào năm 2001. Từ đó đến nay, bản luôn giữ vững danh hiệu này. Trên lĩnh vực kinh tế, bà con luôn bảo ban nhau phải siêng năng làm ăn, vươn lên học hỏi cách làm ăn mới để phát triển kinh tế. Bản có 12 hectare lúa nước, bà con đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc lúa, đưa giống mới vào trồng. Vì vậy, năng suất lúa của bản Vi luôn đạt cao. Bà con bản Vi còn tích cực trồng rừng, trung bình mỗi hộ trồng được 2 hectare keo và xoan. Nhiều rừng keo của bản đã cho thu hoạch, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Ngoài trồng rừng, bà con còn khoanh nuôi đồng cỏ để phát triển đàn trâu bò. Nhà nhiều thì nuôi trên 10 con trâu bò, nhà ít cũng 2 đến 3 con. Người bản Vi cũng rất đoàn kết, biết hỗ trợ nhau cùng vươn lên. Nhà chị Lô Thị Hiền, anh Vi Văn Tuấn, vốn là hộ nghèo, không có vốn để làm ăn. Thế mà mọi người bàn bạc tìm cách giúp đỡ. Người thì cho nuôi con bò để lấy bỏ con, người thì cho mượn tiền để làm chuồng mua lợn, người thì cho gạo rồi giúp đỡ ngày công để làm ăn. Nhờ vậy mà hiện nay nhà chị Hiền, anh Tuấn đã thoát được nghèo, có kế sinh nhai ổn định. Mừng hơn là đã làm được ngôi nhà khang trang, ấm cúng. Với cách làm này, rất nhiều hộ nghèo của bản đã được giúp đỡ, hỗ trợ để vươn lên làm giàu. Nhờ vậy mà bản Vi bây giờ không còn hộ nghèo. Lúc đầu nhà em cùng mấy cưới về, nhà em đang vất vả khó khăn, chưa có chi cả, là nhờ bà con trong xóm, anh em giúp đỡ, người thì cho tu, người thì cho vay tiền, chứ gia đình nhà em mới có số nguồn vốn đó để mà làm, vượt qua mọi khó khăn, khổ. Hay như là nhà em mới làm được cái nhà. Những năm gần đây, bà con bản Vi đã biết chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa, làm chuồng trại, rồi chăm lo thức ăn đầy đủ. Từ chăn nuôi lợn mà nhiều nhà trong bản đã làm ăn tiến tới, có của ăn của để. Như nhà chị Vi Thị Lan nuôi lợn từ 5 năm nay, mỗi năm gia đình chị nuôi 80 con lợn, trung bình một năm thu về gần 160 triệu đồng. Chị còn áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc,
xây dựng hầm khí bioga để thuận tiện hơn trong chăn nuôi và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, gia đình chị còn nuôi 13 con trâu bò, trồng 5 hectare xoan. Tính ra trung bình mỗi năm, gia đình chị thu về trên 200 triệu đồng. Nhà chị trở thành điểm đến để học hỏi cách làm ăn cho nhiều bà con gần xa. Tôi nuôi lợn được 10 năm nay rồi, được cán bộ tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh. Nhà tôi đã xây chuồng trại kiên cố để nuôi lợn. Lợn phát triển tốt, bán được giá cao, kinh tế gia đình bây giờ khá giả hơn. Nhà sàn ở Bản Vi rất đẹp, có những ngôi nhà với hàng chục năm tuổi. Lâu nay, Bản Vi quy định là phải giữ lại nhà sàn. Chính vì vậy, hiện nay ở Bản Vi, 100% hộ dân đều ở nhà sàn. Bản Vi vốn nằm ở một địa thế đẹp, nằm trọn giữa một thung lũng rộng rãi, bằng phẳng, xung quanh là đồi núi. Khi đến với Bản Vi, thật ấn tượng với những ngôi nhà sàn ngói đỏ, san sát, được đồi núi ôm trọn, chở che. Nhà bà Vi Thị Dậu được làm từ năm 1960. Nhà được làm từ nhiều loại gỗ quý. Ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc truyền thống. Theo bà, lâu nay có nhiều người đến hỏi mua, nhưng gia đình bà quyết định không bán. Cũng có nhiều người đến hỏi mua, nhưng tôi không bán, vì nhà này làm từ lâu đời rồi, gắn bó với gia đình mấy chục năm nay. Nó rất chắc chắn. Nếu bán đi thì sẽ có tội với tổ tiên, có tội với Mường, với bản. Người Bản Vi coi trọng nét đẹp truyền thống trong trang phục của dân tộc mình. Do vậy, bất cứ người phụ nữ nào nơi đây cũng đều mặn mà với nghề dệt thổ cẩm. Bà Vi Thị Thu là người dệt thổ cẩm khéo nhất bản. Bà biết dệt biết thêu từ lúc 7 tuổi. Không chỉ nắm rõ những nguyên tắc căn bản của việc thêu thùa, bà còn học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay từ các thế hệ đi trước, biết kết hợp với phương tiện hiện đại ngày nay để làm ra những sản phẩm thổ cẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng cao. Bà cũng nhiệt tình truyền lại nghề cho con cháu trong bản. Hàng ngày khi công việc đồng áng đã xong, chị em Bản Vi lại quây quần bên khung cửi, gửi trọn niềm tin của mình qua từng đường kim mũi chỉ. Ở Bản Vi chúng tôi giữ gìn bản sắc dân tộc, chính là giữ lại nghề dệt thổ cẩm cho con cháu mai sau. Người Bản Vi rất đam mê hát múa, thể hiện tinh thần hăng say lao động sản xuất, nhưng cũng rất đỗi lạc quan, yêu cuộc sống của bà con nơi đây. Cứ vào dịp hội hè, lễ Tết, bản lại càng vui nhộn với các hoạt động văn nghệ đậm tính cộng đồng làng bản. Bản đã lưu giữ được rất nhiều làn điệu dân ca với giai điệu và ngôn từ cổ, nguyên gốc, cùng với nhiều nhạc cụ truyền thống độc đáo của dân tộc. Hiện nay, bản có hơn 10 bộ cồng chiêng. Tất cả đều là những chiếc chiêng cổ có giá trị cao, tạo âm thanh rất tốt. Khi đất trời chuyển giao sang năm mới, khi hương sắc của mùa xuân đang tràn về mọi nơi, bà con lại đem cồng chiêng ra đánh, hân hoan vui mừng để cầu mong một năm mới làm ăn thuận lợi, gặt hái những vụ mùa bội thu. Riêng gắn bó với bà con Bản Vi ta đây cũng lâu đời rồi, thì bà con vẫn giữ được tiếng của đời xưa, nhiều bộ tiếng lắm ở trong bản này. Còn cách đánh chiêng thì có hai kiểu đánh: mừng nhà mới, đám cưới, Tết là, còn đám ma cùng đánh một kiểu thôi vì buồn mà. Thì cách đánh chiêng của bà con ở đây, của các ông đời xưa để lại cho chúng cháu, thì chúng cháu vẫn theo các ông đời xưa thôi. Người Bản Vi rất trọng gia đình, trọng những tình cảm trong gia đình. Thế nên trong bản không có chuyện gia đình ly hôn. Nếu chẳng may nhà nào có mâu thuẫn, thì già làng
người có uy tín của dòng họ sẽ hòa giải. Chú trọng nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Hàng năm, bản có 100% số hộ đạt gia đình văn hóa. Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Thái của bản hoạt động rất hiệu quả, làm nức tiếng cả một mường rộng lớn. Người dân gần xa nói bản Vi là bản Thái cổ cũng vì lẽ đó, vì bản đã lưu giữ được rất nhiều bản sắc văn hóa đẹp của dân tộc. Cái thuần lời cơ bản là bản chúng tôi là thuần một dân tộc Thái. Từ khi thành lập thì chúng tôi chi ủy chi bộ cũng chủ trương là cũng có cái nghị quyết chuyên đề về xây dựng làng văn hóa, vận động bà con trong các hoạt động để giữ vững các tiêu chí đề ra để giữ vững danh hiệu làng văn hóa tiêu biểu của xã nhà. Đặc biệt là chúng tôi đã cho ra mắt cái câu lạc bộ văn hóa dân gian, mục đích để bảo tồn và lưu giữ các bản sắc văn hóa dân tộc của dân tộc Thái. Bản Vi trở thành bản văn hóa tiêu biểu của đồng bào Thái, một phần là nhờ sự nỗ lực của những người dân nơi đây. Bà con đã biết phát huy tốt những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời biết vươn lên học hỏi những nét mới để hòa nhập và phát triển, để xây dựng quê hương ngày càng ấm no, trù phú hơn.